Cuối như chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trình chủ trì buổi tiếp tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Susan Ben, nhân dịp đến thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh thay mặt lãnh đạo thành phố cảm ơn sự hỗ trợ của bà Tổng lãnh sự đối với hướng dẫn chương trình dự án mà thành phố Đà Nẵng phối hợp với Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua, đồng thời cho biết thành phố hiện nay đang đẩy mạnh công tác ngoại giao với các quốc gia, vùng lãnh thổ để kêu gọi nhiều hơn các nhà đầu tư đến với Đà Nẵng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn bộ bà Tổng lãnh sự trên cương vị của mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng thành phố húng, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong thời gian qua và sẽ tiếp tục phát triển hơn trong thời gian đến. Đánh giá cao sự phát triển của Đà Nẵng thời gian gần đây, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Susan Bern cho biết, hiện nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng đang có mong muốn đầu tư vào Đà Nẵng, nhất là khi thành phố húng có nhiều tiềm năng về nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư. Bà Tổng lãnh sự khẳng định trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Hoa Kỳ và thành phố Đà Nẵng và kỳ vọng gặt hái thêm nhiều kết quả tốt đẹp.